Nốt ruồi cho thấy dấu hiệu ngoại tình ở đàn ông. Hoan hỉ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy May mắn trực thuộc công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, người xưa coi nốt ruồi giống như đài khí tượng dùng để dự đoán vận mệnh tương lai của một người. Mỗi một nốt ruồi tướng học đều có tầm ảnh hưởng nhất định và có thể gắn với những câu chuyện riêng khó lòng lý giải về cuộc đời mỗi con người. Đặc biệt là đối với những nốt ruồi tại vị trí đặc biệt đều sẽ bật mí rất nhiều về bản mệnh, số phận cũng như là chuyện hôn nhân, tình cảm hay đường con cái của họ. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào vị trí màu sắc, độ thẳng bóng và kích thước mà chúng phát triển, nói lên sự phú quý, phúc phần, sang hèn của họ không giống nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy May mắn sẽ chia sẻ với các bạn những bí ẩn đằng sau những nốt ruồi trên cơ thể đàn ông mà mệnh chủ cần phải chú ý. Quý anh chị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Theo các chuyên gia tướng số, có những nốt ruồi mang tới vận may và tài lộc cho bạn, nhưng cũng có một số nốt ruồi có thể tố cáo những mẫu đàn ông dễ ngoại tình. Dưới đây là những vị trí nốt ruồi cho thấy dấu hiệu ngoại tình ở đàn ông. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo những vị trí nốt ruồi của đàn ông dễ ngoại tình. Thứ nhất, giữa hai lông mày có nốt ruồi đen. Trong nhân tướng học, vị trí giữa hai lông mày của nam giới còn được coi là cung sự nghiệp. Nó tượng trưng cho sự phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong công việc. Qua việc quan sát khí sắc ở bộ phận này, có thể đoán biết được phúc họa hung cát của một đời người. Nếu tại vị trí này có nốt ruồi son, nốt ruồi tốt, báo hiệu người đàn ông này sẽ làm nên đại nghiệp. Ngược lại, nếu là nốt ruồi đen, nốt ruồi xấu, thì khoảng 28 tuổi sẽ có biến cố nghiêm trọng về hôn nhân hoặc tình cảm. Đây là một trong những nốt ruồi ngoại tình dễ nhận biết. Quý cô nên có sự lựa chọn sáng suốt khi chọn chồng. 2. Sống mũi hoặc là đầu mũi có nốt ruồi. Đàn ông có nốt ruồi ở sống mũi hoặc là đầu mũi thường khó kiểm soát được cảm xúc, dễ bị cuốn hút và tẩu sát. Người này cũng dễ thua thiệt, bị lợi dụng hoặc vướng vào vận đào hoa sát. Cuộc sống sau hôn nhân của người này bất ổn, gia đình không hòa thuận, xảy ra mâu thuẫn liên miên, từ đó dễ nảy sinh tâm lý ngoại tình hoặc bị kẻ thứ ba chen ngang phá đám. Thứ ba, đó là nốt ruồi tứ phía quanh miệng. Đàn ông có nhiều nốt ruồi quanh miệng là tướng xấu, không cờ bạc thì tử sắc. Công danh sự nghiệp của người này gần như không phát triển được, tiền đồ đen tối, nếu lấy vợ sẽ làm khổ cả vợ lẫn con. Khi gia đình trục trặc, khả năng ngoại tình của người này rất cao. Và thứ tư, đó là lông mày đậm nhạt không đều, quanh lông mày có nốt ruồi. Nốt ruồi quanh lông mày tức là đã phá hoại cung bằng hữu, thường kết bạn xấu, bị lợi dụng hoặc nghe theo lời người khác xúi dục tiêu cực. Người nào làm vợ anh chàng này có số vất vả, chịu nhiều thiệt thòi. Việc người này ra ngoài tìm của lạ là điều khó tránh khỏi. Thứ năm, lòng bàn tay có nốt ruồi. Đàn ông có nốt ruồi ở giữa lòng bàn tay thường thông minh, biết cách kiếm tiền, đạt được thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, người này có dục vọng lớn, cuộc sống càng giàu có đầy đủ bao nhiêu thì họ lại càng cảm thấy không thỏa mãn bấy nhiêu. Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân khá yên ổn, nhưng chỉ cần xảy ra mâu thuẫn chút ít hoặc là cãi vã nhỏ giữa vợ chồng thì người này sẵn sàng ra ngoài tìm đối tượng mới, biết nghe lời vợ. Nhưng chỉ cần xảy ra chút mâu thuẫn hoặc cãi vã nhỏ giữa vợ chồng là người này sẵn sàng ra ngoài tìm đối tượng mới, biết nghe lời hơn vợ. Phần tiếp theo của chương trình lần này, chúng tôi sẽ tổng hợp ra 6 con giáp có đường tình duyên may mắn nhất trong năm 2020. Quý anh chị hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé! Tuổi Mão năm 2020 bước vào năm Canh Tý, Thái Tuế trợ đào hoa hồng loan các tinh nhập mệnh, mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh Kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm nay, đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa tin vui tới tấp báo về. Con giáp này dễ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, giỏi giang, có năng lực, là người điềm tĩnh và thực tế nhưng khá tâm lý, biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song tuổi Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm chỉ đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó biết trân trọng, giữ gìn trong tay mình.
có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm, nếu không cẩn thận có thể sa ngã và đưa hạnh phúc của gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa tìm được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Để tăng cường nhân duyên với người tuổi Mão, cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp hợi Mão Mùi giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp gỡ người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Ngoài ra, với nữ mệnh cần sử dụng thêm mặt dây chuyền hồ ly để kích hoạt cung nhân duyên giúp tăng cường sự hấp dẫn với người khác phái. Tuổi Tỵ năm 2020. Xem đường tình duyên của người tuổi Tỵ vào năm Canh Tý này, Thái Tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, Tuế Can ngự tại thiên tài tinh, con giáp này có nhân duyên khắp phái vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải là vận đào hoa, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ hỏa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ sai tới đó, việc thành đôi hay không thì hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế, dù là nam mạnh hay nữ mạnh thì tuổi Tỵ cần phải học cách bao dung, bỏ qua cho nhau, hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Bạn cần phải chủ động chứ không chỉ ngồi im một chỗ. Tuy nhiên cũng đừng nóng vội mà thể hiện mình thái quá, dễ khiến cho đối phương cảm thấy phản cảm. Cần giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh, quan sát hành động tinh tế, nên đứng từ góc độ của người ấy để suy xét rồi mới đưa ra hành động. Mệnh trời tuổi Tỵ nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể sẽ có được cơ hội tình cảm. Cũng có thể nhân dịp năm vận quý nhân mạnh, nhờ người lớn tuổi giới thiệu người khác giới phù hợp cho bản thân, có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công. Với hình tượng chim công vừa mang tính quý phái, chiêu quý nhân tài lộc và đồng thời cũng là vật phẩm phong thủy kích đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Tuổi Mùi. Trong năm 2020, người tuổi Mùi, dù là nam hay là nữ mạng, đều khá vượng đường tình duyên. Những người còn độc thân có cơ may gặp gỡ được người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên thì bản mệnh cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể bản mệnh quá cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu đựng nhiều hậu quả đáng tiếc. Phái nữ nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương. Những người đã lập gia đình chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Mệnh chủ tuổi Mùi đã kết hôn hoặc đang yêu đương vì ảnh hưởng của hại Thái Tuế, nền tảng không được chắc chắn là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tình cảm lại gặp được canh kim thương quan, mệnh chủ tuổi Mùi dễ dàng mẫn cảm cực đoan. Có các hiện tượng như là xung đột nhiều cùng với người yêu, đồng thời dễ bị bên thứ ba phá rối, có cãi vã tranh chấp, phải cẩn thận, việc có kẻ thứ ba chen ngang, cùng người khác giới kết giao phải giữ đứng chừng mực. Nếu như mà năng lực quyết định không được vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió gia đình. Nếu như không có dấu hiệu tình cảm, mệnh chủ tuổi Mùi đối với chuyện hôn nhân sẽ âm thầm lo âu. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Mùi. Tuổi Dậu năm 2020, nhân duyên trong năm khá tốt, đặc biệt là với những người còn độc thân, bản mệnh dễ có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều khác phái thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác. Bạn dễ gây được ấn tượng với người khác giới, nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên, tác động của Thái Tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến tiêu cực sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu, nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Khi tham gia các hoạt động tiệc tùng giao lưu, cần chú ý giữ mình không nên quá chén, khiến bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những việc gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết.
Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay cần chú ý mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tuổi Sửu năm 2020. Xét về phương diện tình cảm, trong năm 2020, tuổi Sửu không có nhiều đào hoa cho lắm, song thứ tài các tinh vốn còn được biết đến với cái tên là sao tình nhân, thái tuế lại có phần nghiêng về phía nam hơn là nữ mệnh. Vì thế so với nữ tuổi Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn. Mệnh chủ có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen, con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên, với nam mệnh đã kết hôn, có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo, khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Riêng nữ mệnh tuổi Sửu tuy có cơ hội tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Những cô gái tuổi này cần nhớ đừng quá mức chủ động và cá tính, hãy dành cho đối phương cơ hội được thể hiện mình, tỏ thái độ bật đèn xanh nhưng cũng cần một chút bí ẩn để khiến cho đối phương phải có mong muốn chinh phục mới là lựa chọn chính xác. Sao bản mệnh cũng đừng quá bị động, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào, e rằng quãng đường đi đến trái tim nhau sẽ càng ngày càng xa cách. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu và Hồ Ly để tăng cường quý thần tương trợ, kích hoạt nhân duyên cho tuổi Sửu. Tuổi Hợi. Trong năm 2020, người tuổi Hợi đào hoa khá vượng, cho dù là nam hay là nữ mệnh thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân thì dễ có được những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cần phải không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì xui hỏng bỏng không. Mặt khác, vần đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vòng năm Canh Tý thì dễ phạm phải đào hoa dữ, cần đề phòng đối tượng khác giới có ý định tiếp cận gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình, giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những sự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.